Xin chào cả nhà, tôi là Aaron Định, một trong những người mà giữ chức cao nhất ở trong cái hãng Miura. Bữa nay rất là hân hạnh để chia sẻ với tất cả về cái hãng Miura với lại cái kế hoạch thành công của nó. Aaron rất là vui là tại vì Aaron đã làm cái công việc này, cái ngành này rất là lâu rồi, làm hơn bây giờ chắc cũng hơn 30 năm. Aaron đã cất được đứng ở trên hết khoảng chừng 6 cái hãng khác, nhưng mà tìm được sau này mới tìm được cái hãng Niora. Niora nó rất là khác tất cả những gì mà Aaron đã thấy trong cái ngành này. Rất là nhiều điều. Điều đầu tiên á, là cái mỹ phẩm của Niora bây giờ hiện tại ở nước Mỹ đứng ở trên hết tất cả. Nó bỏ ra rất là nhiều tiền để làm cái mỹ phẩm nó rất là tốt, rất là cao cấp, mà cái hay nhất của nó đó là cái hiệu quả của cái mỹ phẩm nó rất là lợi ạ. Nhiều cái hãng ở ngoài đó họ bỏ vô giống như là một cái ingredient mà để cho nó sửa cái da của mình. Xong rồi tất cả phần đông là dầu với nước thôi. Nhưng mà của Niora nó bỏ cái chất lượng rất là cao cấp. Nội trong cái kem ban đêm thôi. Đấy, Aaron share một cái kem ban đêm thôi. Nó có tới 10 cái active ingredient ở trong đó. Nó không có bỏ nước. Sau nếu mà người ta mà xài á, lần đầu tiên á, người ta phải để nước lên mặt, xong rồi họ để lên, nó guarantee, cái hãng nó guarantee là nội trong 30 ngày mình có thể thấy tới 95% cái hiệu quả của nó. Nhưng mà thực sự Aaron xài lần đầu tiên á, ngày sau là Aaron bắt đầu đã thấy rồi, so nó rất là hay. So lúc mà cái hãng giới thiệu cho Aaron á, Aaron thấy được cái mỹ phẩm, Aaron rất khoái là tại vì cái hiệu quả nó rất là lẹ. Aaron biết là nếu mà cái mỹ phẩm nó rất là tốt vậy mình có thể cất được cái công việc rất là lớn, rất là mạnh. So những gì đó bởi vì Aaron mới vô hãng. Bây giờ Aaron đã trong hãng Niora cũng gần được tới 10 năm rồi. Nhưng mà vẫn cái hãng nó vẫn đứng đầu, vẫn giống như là nó trước tiên cái thị trường á, làm những gì mà nó làm lúc nào cũng sẽ trước tiên cái thị trường. Cái mỹ phẩm nó đương bây giờ cái cách cái chế báo của cái product á, nó năm cho tới 7 năm trước tất cả các mỹ phẩm ở ở ở ngoài thị trường. Mà về cái cách mà để làm tiền trong hãng á, nó còn hay hơn nữa. So Aaron đã mở ra rất là nhiều cái country khác, rất là nhiều mấy cái tiểu bang khác, nhưng mà Aaron đã đi khắp thế giới rồi. Thật sự Aaron rất là muốn giống như giúp mấy người dân của mình. Aaron nghĩ là Aaron thấy á, là Aaron đã đi rất là nhiều chỗ, nhưng mà cái người Việt Nam của mình á, Aaron thấy là làm chịu khó nhất, mà hay nhất, mà rất là thông minh, mà rất là nhiều điều. Nhưng mà Aaron biết á, ở bên Việt Nam á, nó không có cái con đường để cho người ta hợp tác chung với nhau để làm để cho thành công. Bởi vì Aaron bây giờ rất là mong muốn để cho đem cái hãng này về bên Việt Nam để cho mình có thể giúp rất là nhiều người đó. So về cái kế hoạch thành công của nó đó, làm sao mà mình vô hãng phải không? Rất là nhiều người hỏi Aaron như vậy. Nhiều hãng khác á, nó bắt buộc mình phải mua rất là nhiều mỹ phẩm lúc mà mình vô hãng, hay là nhiều hãng khác nó có rất là nhiều điều bùng buộc để cho mình cất cái công việc của họ, right? Nhiều hãng nó bắt mình phải làm cho chân trái chân phải cho nó công bằng nhau mình mới có được tiền, hay là nhiều hãng nó bắt mình nó cho mình cất cho tới một cái level đức, một hai ba level thôi, sau đó nó ngưng cái tiền phải không, hay là nó bắt buộc mình phải giữ cái số điểm mỗi tháng, hay là nếu mà cái người dưới làm hơn mình thì người đó sẽ lên trên phải biến mất. So ở trong cái hãng Niora, trong cái kế hoạch thành công của nó không có cái nào hết, không có mấy cái nào hết. Cái business này là nó business là thiệt. Những gì mà mình đem vô, những người khách mà mình đem vô, những mà người mà mình đem vô hãng, cái hãng sẽ trả tiền cho mình tại chỗ, mình không có cần phải công bằng này, không có cần, nó không có bùng buộc cái gì hết. Rồi trước tiên á, mỗi một người khách mà mình chia sẻ cái mỹ phẩm dưới á, mà họ mua đó, lúc mà họ mua cái hãng sẽ trả cho mình tại chỗ 20 cho tới 35%. So nhiều hãng họ trả tiền cho mình theo cái số điểm, right? Không chừng cái giá tiền mình bán là 100 đồng, nhưng mà cái số điểm đó 80 đồng, họ sẽ trả cho mình
cái tiền theo số điểm, nhưng mà ở trong Niora thì khác. Niora nó trả theo cái tiền số, trả theo cái tiền thưởng theo cái số tiền mà mình bán ra. Rồi nếu mình bán ra cái giá tiền mà 100 đồng, hãng sẽ trả cho mình 20 đồng tại chỗ. Xong rồi cùng cái 20 đồng đó, sau cái cuối tháng á, hãng sẽ trả cho mình thêm 5, 10, 15% thêm nữa, thì theo cái tổng cộng của cái số lượng mình bán là bao nhiêu. Right. So cái hay của Niora là mình làm việc một lần, right, mình kiếm khách một lần mà nó sẽ trả tiền cho mình rất là nhiều lần. Mỗi một tháng hãng sẽ trả tiền cho mình 5 lần. Mỗi một tuần như là một cái cuối tháng. Sau mỗi cái tuần là tùy theo mình tìm khách, tìm người, tìm nhiều điều lắm. Xong rồi sau đó mỗi tháng là nó tổng cộng hết, nó sẽ trả cho mình thêm một cái check rất là lớn. Rồi tùy sau đó. Sau trước tiên á, mỗi người mình đem vô, mình cứ nhớ là mình bán ra được cái gì. Giống như cái business side là mình sẽ được tới 20 cho tới 35% tại chỗ. Sau đó nó có mấy cái tiền thưởng bonus, right? Nếu mà mình làm thêm. So trước tiên là 20 cho tới 35%. Sau đó nếu mà mình được 3 người khách á, thì mình được mỗi một người đó tùy theo họ mua bao nhiêu, right? Mình được cái tiền commission đó. Nhưng mà được 3 người khách sau đó đó, nó sẽ cho mình thêm một cái tiền thưởng nữa là 200 đồng tiền mỹ phẩm. Because nhiều hãng ở ngoài á, phần đông là 99% mấy hãng ở ngoài á, maybe 100% luôn, nó bắt buộc là mỗi tháng mình phải mua cái số lượng gì, phải không? Còn Niora là khác. Niora nó không có muốn mình phải mua, nó muốn mình tìm khách. Nếu mình có được 3 người khách thôi là mỗi tháng nó sẽ cho mình 200 đồng tiền mỹ phẩm, mình có thể mua lựa những gì mình muốn. Sau mỗi tháng mình không có cần lo là phải xuất tiền ra, right? Lúc đầu mà mình vô hãng á, nó chỉ có 27 đồng thôi. Sau tiền 27 đồng đó đó, nó sẽ cho mình cái màn để cho riêng cho mình theo tên của mình muốn muốn cái gì. Tất cả khắp thế giới có thể lên cái màn đó họ mua, là mình sẽ được được tiền thưởng, được commission, được đủ thứ hết. Sau đó 27 đồng đó nó cho mình thêm cái màn thứ nhì để cho mình track hết tất cả mấy người khách đó, người khách ở bên Mỹ, người khách ở bên Canada, ai mà lên cái màn mình mua là mình sẽ thấy hết. Cái màn thứ ba họ cho mình đó là cái màn là tất cả mấy cái đồ nghề, mấy cái training, mấy cái mà để cho mình học hỏi về cái business đó, là tất cả hết. Với lại tất cả mấy cái đồ nghề là họ sẽ cho mình hết nội trong cái 27 đồng đó. Sau đó mình chỉ cần lựa cái mỹ phẩm nào mà mình thích, nó có mấy cái package riêng cho mình, thì sao mình muốn muốn thử về da, về thân mình, về tóc, right, thuốc bổ hay là mấy cái đó tùy theo mình thôi. Sau mình lựa xong đó, sau đó là mình xong. Thế sau lúc mà mình xuất cái tiền đó ra, nó chỉ có một lần thôi, nó không có mỗi năm membership, không có phải renew, không có phải trả tiền lại hết. Sau cái hãng nó muốn là mình bỏ ra tiền ít mà có thể làm rất là tiền nhiều. So 3 người khách, right, là mình sẽ được cái tiền tiền thưởng của 3 người khách đó. Sau đó mình 3 người khách đó luôn á, nếu mình miễn mình có 3 người khách mỗi tháng, là hãng sẽ cho mình thêm 200 đồng tiền thưởng cho mình sử dụng để mua từ mỹ phẩm tùy theo mình muốn cái nào thôi. Sau đó mình tìm 6 người khách. 6 người khách á thì mình được tiền thưởng 20 cho tới 35% mỗi người khách, phải không? Sau rồi mình được thêm cái 200 đồng tiền mỹ phẩm. Xong rồi nó sẽ cho thêm một cái bonus nữa, cho một cái tiền thưởng nữa, 65 đồng tiền bonus ở trên hết tất cả đó. 9 người khách được thêm 200 đồng tiền thưởng ở trên hết tất cả mấy cái ở dưới luôn. So quan trọng á, lúc mà mình vô hãng á, đầu tiên á là mình kiếm cho tới 9 người khách được. Nếu mà mình có 9 người khách á, là mình sẽ được cái maximum của nó tới 200 đồng tiền thưởng. Nếu mình tìm thêm khách thì dĩ nhiên là có thêm tiền rồi, right? Nhưng mà thường thường Aaron chỉ họ người ta đó là kiếm 9 người khách. Sau đó mình cất cái đội. Tại cái business này nó rất là hay, cái công việc này rất là hay, là tại vì mình có được cái cơ hội để cho mình tìm thêm người để vô mà có thể giúp giúp các cái business, giúp chia sẻ với người khác, right? Sau mà mình có 9 người khách á, thì mình tìm 3 người để đem vô cái công việc của mình. 3 người đó vô thì dĩ nhiên mình được 20% tiền thưởng, xong rồi tiền sau họ mua cái gì, right, cũng giống như vậy thôi. Nhưng mà sau đó mình giúp cho họ làm giống mình, right? Mình được 6 người khách, xong mình giúp cho họ tìm được 3 người khách, là cái hãng sẽ cho mình cái bonus
250 đồng ở trên hết tất cả ở dưới. Mấy cái này là cái tiền thêm thôi nha. Aaron đang giải thích là cái tiền thêm thôi, chứ không phải là cái tiền commission của nó. Tại cái tiền commission nó tùy theo là mình, họ mua bao nhiêu, họ bán bao nhiêu, right? So Aaron chỉ có chỉ theo mấy cái tiền commission thôi. Rồi trước tiên mình vô, tới 3 người khách, 6 người khách, 9 người khách. Nhưng mà cái level đầu tiên á là mình chỉ cần 6 người khách mà mình đem vô 3 người, mà mình giúp 3 người đó tìm được 3 người khách thì mình sẽ được cái 250 đồng tiền bonus. Sau đó level số 2. Cái hay của nó là mình không có cần lo cái công bằng cái chân nào hết, miễn mà có vô là nó sẽ trả hạn, sẽ trả tiền cho mình, phải không? Level thứ 2 á là mình là 9 người khách. Sau đó mình giúp 3 người ở dưới mình được 6 người khách và hãng sẽ trả cho mình 650 đồng tiền bonus. Thường thường tới cái mức này á là mình làm khoảng chừng 1.000 đồng một tháng rồi. Sau cái hay của nó đó là nó rất là dễ. Rồi sau đó mà sau cái mức này á, mình chỉ cần tiếp tục giúp cho cái người dưới mình làm cái level 1, level 2 này nè. Chỉ có giúp cho họ làm như vậy thôi. Và nó sẽ lên tới một cái level 3. Level 3 là 1.250 đồng một tháng tiền bonus. Xong rồi level 4 là 2.500 đồng một tháng. So cái hay của cái này á là tại vì phần đông người ta làm cái công việc này họ sợ là cái tiền nó không có tới hoài, phải không? Miễn mà cái khách nó còn như vậy hoài á, không phải là khách mới nha, miễn mà cái system mình đem vô mà khách như vậy mà họ order mỗi tháng á, miễn mà giữ như vậy đó, là mỗi tháng cái tiền này sẽ tới, mỗi tháng cái 1.250 sẽ tới, mỗi tháng 2.500 sẽ tới, tùy theo mình cắt bao nhiêu. Mình chỉ cần giúp 3 người làm được cái này ở dưới mình là mình sẽ được cái tiền thưởng cho chiếc xe. Cái hãng nó có cái xe bonus, nó sẽ trả cho mình 500 đồng cho tới 1.000 đồng mỗi tháng, tùy theo như mình được, miễn mình được cái này. Xong rồi nếu mà mình muốn cứ tiếp tục lên nữa đó, mình chỉ cần giúp nhiều người làm cái này thôi, giúp khoảng chừng 21 người làm cái này là được một cái chức cao nhất trong hãng rồi đấy. Chờ lúc đó là khoảng chừng 100.000 một tháng. So tùy theo thôi. Nhưng mà cái quan trọng nhất á, là Aaron chỉ là vô lúc mình vô hãng á, mình kiếm 9 người khách, xong rồi mình tìm được 3 người tại chỗ, sau đó mình sẽ bắt đầu từ 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 từ. Cái hay của cái kế hoạch này á là trước tiên á nó rất là dễ, tại vì mình không có cần phải lo về mấy cái vụ mà làm cho công bằng, không có cần lo là giữ điểm bao nhiêu, không có cần lo mấy người ở dưới của mình, mấy chuyện đó không có ở đây. Đó là đầu tiên. Chuyện thứ hai mà rất là hay á là Aaron và Kathy và mấy cái người mà đi chia sẻ cái này với tất cả đó, họ sẽ giúp giúp mình hết mình. So mình không có cần phải lo là ok mình phải làm một mình không, mình sẽ không có bao giờ làm một mình. Hiện tại Aaron thì of course đang ở bên Mỹ, đang ở bên California, nhưng mà bây giờ Aaron rất là mong muốn để cất cái đội ở bên Việt Nam, đặng cho Aaron có cái lý do để qua bển để mà giúp tất cả dân của người Việt của mình. So nếu mà có người ở bên Việt Nam mà có gia đình ở bên Mỹ á, còn còn hay nữa là tại mình có thể cất hai bên. So Aaron có thể giúp mấy người ở bên Mỹ luôn. So hiện tại bây giờ bên Việt Nam có rất là nhiều người mà rất là giỏi đã bắt đầu từ từ đã hiểu về cái hãng Niora và bắt đầu chia sẻ với người ta. So Aaron rất là vui vẻ để chia sẻ này cho cả nhà. Sau này mình sẽ gặp nhau chắc chắn. So Aaron muốn là người đầu tiên để mời tất cả vô cái hãng Niora. Aaron sẽ cắt cái không không có cắt cái công việc mà Aaron cắt cái gia đình. Aaron cắt cái gia đình để mình giúp tất cả, để mình có gì việc để thành công, mà thành công chung với nhau. Ok. So, cảm ơn cả nhà.